Đồ Gỗ Thỉnh Tiến xin kính chào tất cả mọi người. Thì hôm nay trước mặt mọi người đây là chiếc cuốn thư, mẫu là hồng chỉ, với kích thước là 1m97, rộng 87, gỗ gụ là độ dày là 5 phân. Trước mặt mọi người đây, em quay cận cảnh nha mọi người, rất đẹp nha mọi người. Cái mẫu này thì bây giờ đục, thợ đục với nhau mà đục rất tinh bong nha mọi người. Này, bông hồng rất đẹp. Ừ, những con giống những con chim này bên em làm rất sắc nét nha mọi người. Sắc nét. Bông hồng làm rất đẹp nha mọi người. Bên dưới đây thì có hai con chim trầu với nhau và hai bông hồng. Cái này cũng khá nhiều người ưa chuộng trên thị trường. Đây là gỗ gụ Lào 100% nha mọi người. Gỗ rất trần, trần trọi, rất đẹp này. Độ dày của chiếc cuốn thư này là 5 phân và từ đây lên đây là liền, đây lên đây là liền, chỉ chắp 15 phân thôi nha mọi người, lắp chắp 15 phân, rất đẹp. Với chữ phổ thông là Đức Lưu Quang nha mọi người, rất đẹp. Mà mua hàng thì mọi người liên hệ với em theo số điện thoại 0964 262 226, Zalo em Tình, rất đẹp. Đây là em rất nhiều mặt hàng nha mọi người, rất nhiều mặt hàng gỗ vụ và gỗ hương đá rất nhiều.